Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của chất hóa học thực vật hay chất phytochemical. Phytochemical là gì và chức năng của chúng là gì? Chất phytochemical là hóa chất có nguồn gốc thực vật. Phytochemical từ tiếng Hy Lạp phyto có nghĩa là thực vật, là các hóa chất được tạo bởi thực vật thông qua quá trình trao đổi chất sơ cấp hoặc thứ cấp. Chúng thường có hoạt động sinh học trong cây chủ và đóng vai trò trong việc tăng trưởng hoặc bảo vệ cây, chống lại các đối thủ cạnh tranh, mầm bệnh hoặc động vật ăn thịt. Phytochemical là ví dụ là gì? Thực phẩm có chứa chất hóa học thực vật. Hóa chất thực vật là các hợp chất được tạo ra bởi thực vật. Phyto có nghĩa là thực vật. Chúng được tìm thấy trong trái cây, rau, ngũ cốc, đậu và các loại cây khác. Một số chất hóa học này được cho là bảo vệ các tế bào khỏi bị ung thư, hư hại có thể dẫn đến ung thư. Ích lợi của phytochemical là gì? Chất phytochemical là hợp chất xuất hiện tự nhiên trong thực phẩm, thực vật như trái cây, rau, ngũ cốc, đậu, hạt. Trong các nghiên cứu, trong phòng thí nghiệm, nhiều chất phytochemical hoạt động như chất chống oxy hóa, vô hiệu hóa các gốc tự do và loại bỏ sức mạnh của chúng để tạo ra thiệt hại. Làm thế nào để phytochemical hoạt động? Chất phytochemical là nguồn gốc để giúp thực vật tồn tại trong một môi trường thường xuyên thù địch. Hóa chất thực vật cũng bảo vệ thực vật chống lại vi khuẩn, nấm, virus và tổn thương tế bào. Các chất hóa học tương tự bảo vệ thực vật cũng giúp những người ăn chúng. Có bao nhiêu hóa chất thực vật? Các nhà nghiên cứu dinh dưỡng ước tính rằng hơn 4.000 phytochemical đã được xác định, nhưng chỉ khoảng 150 đã được nghiên cứu sâu. Cần nhiều nghiên cứu hơn để tìm ra hóa chất thực vật nào có thể mang lại lợi ích trong việc giảm nguy cơ ung thư. Nguồn phytochemical tốt nhất là gì? Ăn một chế độ ăn uống đa dạng trong nhiều loại rau, trái cây, ngũ cốc và đậu. Ưu tiên các loại rau và trái cây có màu sắc rực rỡ hoặc các hương vị mặn thường là nguồn tốt nhất của hóa chất thực vật. Bám sát vào nguồn thực vật, chất phytochemical có dạng bổ sung, có thể không dễ dàng hấp thụ như những chất thực vật phẩm. Tại sao chúng ta cần hóa chất thực vật? Phytochemical được tự nhiên được tìm thấy trong thực vật và là trách nhiệm cung cấp màu sắc, hương vị và hương tâm trái cây và rau quả. Chúng có hoạt tính sinh học và chức năng bảo vệ thực vật, chống lại sự xâm nhập bệnh và tật và nhiễm trùng. Hóa chất thực vật chứa rất nhiều trong số họ. Những thực phẩm có chứa chất phytochemical là gì? Thực phẩm nhiều chất phytochemical bao gồm táo, mơ, bông cải xanh, mầm, russell, bắp cải, cà rốt, súp lơ, tỏi, các loại đậu, hành tây, ớt đỏ, đậu nành, khoai lang và cà chua. Vitamin có phải là thực vật không? Phytochemical nutrient, còn được gọi là phytochemical, là hóa chất được sản xuất bởi thực vật. Cây sử dụng chất phytonutrient để giữ sức khỏe. Chúng ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhưng không được gọi là chất dinh dưỡng cần thiết cho cuộc sống, như carbohydrate, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất. Có phải tất cả các chất chống oxy hóa là phytochemical không? Chất phytochemical là hợp chất xuất hiện tự nhiên trong thực phẩm, thực vật như trái cây, rau, ngũ cốc, đậu, hạt. Trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nhiều chất phytochemical hoạt động như chất chống oxy hóa, vô hiệu hóa các gốc tự do và loại bỏ sức mạnh của chúng để tạo ra thiệt hại. Hóa chất thực vật là gì? Hóa chất thực vật là các hợp chất được tạo ra bởi thực vật. Phyto có nghĩa là thực vật. Chúng được tìm thấy trong trái cây, rau, ngũ cốc, đậu và các loại cây khác. Một số chất hóa học này được
cho là bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại, có dẫn đến ung thư, giúp ngăn chặn các chất gây ung thư tấn công các tế bào. Nấu ăn có phá hủy chất thực vật không? Các chất phytochemical trong trái cây và rau quả có bị phá hủy trong nấu ăn không? Nói chung là không. Các chất phytochemical chính trong đậu nành, chẳng hạn, không bị phá hủy bởi nhiệt. Và lycopene trong cà chua dường như trở nên có sẵn cho cơ thể sau khi sưởi ấm. Làm thế nào để hóa chất thực vật ăn ngừa bệnh? Chúng bảo vệ thực vật khỏi vi khuẩn, virus và nấm. Ăn thực phẩm chứa nhiều chất phytochemical có thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Nó cũng sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp và cao bệnh tim. Chúng có thể hoạt động như chất chống oxy hóa, hoặc chất bảo vệ dinh dưỡng, hoặc ngăn ngừa các nhân cá nhân gây ung thư hình thành. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.